This is Alan Smart, Star Trek 4, Theme 8, Reading Test. Part 1. Look at the picture. He's a doctor. Yes. So put a tick. Number, look at this one. He's a police officer. No, he's a firefighter. So no, put a cross. Đúng các bạn, đánh dấu tick. No, các bạn đánh dấu chéo cross, okay? Now look at this one. She's a nurse. A nurse. Yes. He's a builder. No, he's an artist. So no. Potter. Look at this one. This is the woman. The woman is a singer. No, she's not a singer. She's an artist. Singer? No. The woman is using a paintbrush. Yes, this is a paintbrush. Look, this is a paintbrush. So yes. Part 3. This is a hammer. He's an artist. Phần này các bạn phải thuộc từ vựng nha. Còn nếu mà không thuộc từ vựng thì cố gắng nhớ nhớ, nhưng mà ráp những cái chữ cái này lại với nhau cho đúng với cái hình. Trong này có 6 chữ cái thì các bạn khi ráp lại cũng đếm lại thử xem mình còn có sót chữ nào hay không nha. Part 4. Doctor, firefighter, hospital, singer. Chúng ta có 4 từ để điền vào trong bài này. Nhưng mà trong này chúng ta chỉ cần 2 từ thôi. Number 1, number 2. Các bạn thấy cái chữ doctor này nó in nhạt đi. Tức là nó là một cái example, một cái ví dụ. Và doctor này đã lấy lên rồi. Vậy thì chúng ta chỉ còn lại 3 từ này. Firefighter, hospital and singer. Để điền vào number 1, number 2. Nhìn number 1. He works in a big... My uncle is a doctor. He works in a big hospital. Bác sĩ thì làm việc trong bệnh viện. He uses a hose. A hose. Hose là cái ống dây mà xịt trong chữa cháy, phòng cháy chữa cháy á, cái ống dây xịt cái vòi nước á, xịt cái vòi á. Vậy thì my dad is a firefighter. Như vậy đối với dạng bài này để mình đọc, để làm được, chọn được thì các bạn phải đọc trước và sau nó để hiểu, nó sẽ cho gợi ý để các bạn chọn từ. Cho nên là phải đọc ở đằng sau chỗ trống và đằng trước chỗ trống, tức là đọc cái câu có chứa chỗ trống cho kỹ một chút xíu. Now, part 5. Look at the picture. Toby. Toby here. Toby is a boy. Here, he's Toby. He wants to be a singer. Cho nên sử dụng cái micro, cái mic. Pat wants to be a pilot. Thấy hình của chiếc máy bay. Okay, như vậy she wants to be a pilot. Tất nhiên là có thể fly attendant, nhưng mà các bạn chưa học. Trong chương trình của các bạn là học từ pilot. Vậy thì Pat wants to be a pilot. Bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến Lisa. Number 1, number 2, Lisa. Lisa, nhìn, các bạn nhìn cái hình lên. Như vậy, she wants to be a doctor. Nhìn Joe, câu số 2, nhìn Joe. Cái hình này, như vậy có nghĩa là Joe wants to be a driver. Okay, thanks.